Cho hỏi với khách dùng gì ạ? Đèn đa. Dạ, có liền. Anh, khách kêu ly cà phê đá. Anh Tuấn. Trời, anh Tùng ơi, là anh không? Em lại luôn. Mày làm gì vậy? Làm cái gì? Anh mới ra rồi bây giờ anh muốn vô trong đó lại hả? Anh có coi em là em anh không? Anh đi hoài vậy sao em chịu được? Tao này mày buông ra. Em không buông. Tao này buông ra. Ê, anh đừng nghĩ em sợ. Em không sợ đâu, anh có giết em cũng không buông. À, trời ơi. Dạ, mời anh dùng. Đứng lại. Giờ sao? Nghe nói quán nổi tiếng lắm mà. Nổi tiếng cho khách nuốt kim bằng hả? Giải quyết sao? Tôi hỏi tính sao? Dạ. Dạ dạ cái gì? Tôi hỏi tính sao? Có chuyện gì vậy em? Anh, ông nói trong cà phê có kim bằng kìa. Ủa? Anh ơi, coi lại giùm tôi cái. Chứ chính tay tôi pha ly cà phê này nè. Làm gì có chuyện đó xảy ra? Chính tay mày pha thì sao? Không phải chính tay của mày cũng từng lấy một mạng người hả? Anh nói gì vậy? Hả? Anh đang bị sản thuốc đúng không? Miệng mày vừa mới nói mày bỏ thuốc ly cà phê của tao hả? Tôi bỏ thuốc vô ly cà phê? Anh nói gì tôi không hiểu gì luôn á. À, tôi hiểu rồi. Anh muốn cái gì? Tiền bao nhiêu? 1 tỷ. Chính xác là con số đó, không được thiếu một xu. Mày biết tao nhìn cái cảnh này nó hình dung ra cái gì không? Con người của mày là một thằng đàn ông cặn bã. Em đi báo công an đi, anh thấy không ổn rồi đó. Tao cho mày thời gian để chuẩn bị tiền, nhưng tao báo cho biết trước,
không được thiếu một xu. Hai đứa mày muốn báo công an chứ gì? Báo là phải báo rõ ràng. Biết họ tên tao chưa? Tùng, Nguyễn Quang Tùng. Giờ sao anh? Có báo công an không? Không lẽ là anh ta? Tại sao anh không giữ lời hứa? Anh hứa với em là anh sẽ không làm chuyện phi pháp nữa mà. Nói gì với em đi mà. Em muốn nghe một thằng không giữ lời hứa nói gì? Anh không có gì nói với em hả? Anh Tùng. Con, em hãy quên anh đi. Để tìm một thằng nào biết giữ lời hứa. Em nói gì được? Lỡ lần đầu tiên em xin, xin 495 thì sao? Anh này, người ta hỏi thiệt mà. À, theo anh á thì con trai con gái gì cũng được, vậy là con của mình đúng không? Ừ. Nhưng mà anh nghĩ anh thích con gái hơn. Tại sao? Vì nếu là con gái sẽ thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, hiền dịu y như em vậy đó. Anh cứ nịnh em mà. Nịnh đâu, người ta nói thiệt mà. Nhưng mà em cũng giống anh, em cũng thích con gái. Chú xin lỗi. Chú làm con giật mình hả? Dạ dạ. Con đàn tiếp đi, con đàn tiếp đi. Dạ dạ thôi chú. Ủa sao vậy? Dạ thôi chú, con đi về. Cứ đàn tiếp đi không sao đâu. Thôi có giờ con chỉ tập bấy nhiêu thôi. Bà con nè, ngày nào con cũng tập đàn ở đây hả? Dạ. Hồi nãy á, chú thấy con đàn cũng hay á. Thiệt hả chú? Thì cũng hay thôi nha, chứ chưa phải là xuất sắc lắm đâu á. Dạ. Chỉ cần con phiêu một chút nữa là bài đàn của con là xuất sắc luôn á. Phiêu? Phiêu hương là sao chú? Phiêu hương có nghĩa là con phải đưa cảm xúc con vô. Nói sao ta? Giống như là phải chi mà có cái đàn guitar đây nè, là chú đệm theo con, là con hiểu phiêu như thế nào. Ủa? Chú biết đàn guitar hả? Chút. Vậy ngày mai con hẹn chú ở công viên Việt Sinh đi kia nha. Để làm gì? Để chú đệm cho con. Với lại con muốn hiểu biết là phiêu hương là gì. Nha chú, được không chú? Cũng được, ngày mai thì ngày mai. Ok chú, móc méo. Móc méo? Móc méo thì móc méo. Móc méo rồi nha chú. Ai mà thất hứa sẽ bị trời phạt đó nha. Thôi bye bye chú. Thưa chú, con đi về. Bye bye con. Đừng có làm những chuyện đó nữa được không anh? Anh Tùng. Tôi không làm. Tiền đó cho em Trị Bình.
Vậy thì em không trị bệnh nữa. Em nói cái gì vậy hả? Thì trước sau gì em cũng chết. Em không chết vì lo lắng cho anh thì cũng chết vì bị người ta trả thù. Cảnh tượng lúc nãy anh nhìn thấy đó, trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Thôi được rồi, để anh tìm cách nói chuyện với anh lớn. Cái gì vậy? Lớn rồi, phải con nít đâu. Bóc ngoéo, hứa, phải giữ lời. Thất hứa là sẽ bị trời phạt đó. Trong cuộc đời này là con đã đến bên cha.